Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình mới tìm hiểu được cái siêu thị bán đồ ăn ở bên Đài Loan này. Thì đây là cái siêu thị của nó này. Đấy, Big Mart đấy. Thì đằng sau mình đây, và bây giờ mình sẽ vào siêu thị và chúng ta cùng khám phá ra này. Cái siêu thị đồ ăn ở bên Đài Loan thì nó sẽ có những cái gì nhé bạn nhé. Đây này, cái siêu thị to đùng luôn. Ở đây thì lại phải quét mã vạch ấy. Từ từ mình sẽ vào đây mình quét cái mã vạch đã nhé. Lấy cái sổ sách ở ngoài cửa. Nhiều đồ ăn luôn. Nó sẽ kiếm cái đậu đó, ăn đậu. Ở đây nó một giá luôn, cái này là 30 khoan cái bìa này. Sẽ là đậu. Rất nhiều đồ ăn đậu. Mình sẽ mua cái đậu này, đấy, ở đây. Một tấm đậu này. Ở đây thì có cá, thấy có cá rô phi đấy, nhưng mà cái này người ta chưa mổ nên mình ngại, mình không muốn lấy. Đây mình xem còn cái gì ăn nghịch. À cái này, mua thử cái này về rán ăn. Đây có rán luôn, 69 đồng. Cái này ăn ngon, mua luôn. Mua cái này ăn nghịch. Đây mình ăn trong cái xong mua thêm nữa này. Giá là ở đây chả biết ở đâu giá. Đánh này. Hai túi này. Một túi này. Một túi này. Đây mua sữa. Sữa nhỉ? Biết mua sữa gì đấy. Một cái dưa hấu này đi. 29 đồng. 29. Cái sữa này thử xem như thế nào, cái đài xinh luôn. Đây là khu vực này, là sữa này. Này sữa không, sữa này, sữa hộp sữa này là 864 khoảng hơn 600.000 cái hộp sữa, tăng trưởng chiều cao. Không có biết sữa cho người gầy nhỉ? Mấy cái sữa là cho người gầy uống. Okay. Mình sẽ mua thêm 3 quả cà chua có giá là 85. 64 khoảng hơn 60.000. Hơn 60.000 đây. Giá đấy. À, okay. Mua được một ít đây. Ở đây thì bán rất là nhiều đồ luôn, cái gì cũng có. Đây, siêu thị này. Đồ đạc, xà phòng, tắm, kem đánh răng có hết luôn. Nói chung là không thiếu một gì. Rất tiện. Cả tất luôn. Kem đánh răng. Ở cái kem này đánh tốt thế này. Mà bây giờ chưa mua hả? Xem xuống đây. Chưa mua. Cả lia này, là hội đầu. Rất nhiều luôn. Sữa. Có cả lim lim luôn. Oreo. Rất nhiều trứng nhưng mà lại không thích ăn trứng hay lắm. Bây giờ chưa mua trứng rồi. Đầy nói trứng đấy. Khá là rẻ đấy. 40.000 mà được 6 10 quả, 4 là 3 hơn 30.000 được 10 quả đấy. Hơn 30.000. Các loại gia vị rồi đồ ăn rất nhiều nhưng mà không mua. Không mua gì cả. Đây có hoa quả này. Quả nhưng mà cái này giá đây. Mình mua một cái bọc là xem. Cái bọc này là 5 quả là 50. 8.40 hoặc hơn 40.000 cái bọc này. Nhìn mà cái này nó bị thối rồi mất bạn ạ. Thối rồi. Cái này rất khác. À không phải. 50 đồng cái này.
đây có táo này. Nhiều đồ lắm, thịt quá, bánh mì. Sang bên này xem, bánh kẹo. Rượu này, anh em thích quá rượu nào. Đấy. Rượu bia thì đủ luôn này. Cả sữa trong bầu này. Đấy. Cái này cái bia trái cây ấy, uống ngon hết. Mình lấy cái này. Biết được giá này. Đây, như đây, đây tháng này lên là 48. Hơn tầm 40.000 cái này. Uống thử xem như thế nào. Ok. Có rất là nhiều đồ, biết có đủ tiền không? À, ok. Nước. Nước đây thì vô cùng rẻ luôn bạn ạ. Nước với bia đây rẻ lắm. Rất nhiều nước nhưng hôm nay chưa uống gì cả. Cái này có các cái đồ ăn, có cả dép dày. Đây, từng đây đó đây. Đấy. Mua được vài món này. Đấy. Cảm kích. Dầu này còn héo. Bây giờ mình sẽ ra đây. Ra cái cửa hàng này thanh toán. Ok. Ok, bây giờ mình ra đây thanh toán nhé. Mình chờ để thanh toán này. Hả? Dạ. Hả? Đi ra đây. Ô, tối à. Đây chính là cái siêu thị gọi là rất tiện luôn. Để mà đây có cả cây sạc ấy, có cả trò chơi gì đấy. Đấy. Thì đây vừa mua về đây. Thì hết tất cả là 341 khoai, 3834 200.000 này. 5285 khoảng 290 gần 300, gần 300.000 tiền Việt đấy. Mình vừa vào một tí mà đầy xe đây rồi này. Đấy. Xe. Cái chỗ này thì nó gần chỗ mình ở đấy. Đấy. Đây cái xe đạp đây. Vào có một tí mà đầy xe đây rồi. Cái siêu thị này rất là hay bởi vì là nó có nhiều cái đồ tiện đấy, ăn uống được ấy, nên là cũng được. Ok. Giờ mình sẽ show hôm nay mua được những cái gì.
có rau cải này, ba quả cà chua này, ba quả cà chua đây mà hơn 80, hơn 40 nghìn đấy. Bên này cà chua bán cực đắt, cái gói này là người ta cho này, một bìa đậu này. Ôi cái phiếu mua hàng, phiếu mua hàng đây, 5 quả quýt này 50 đồng, hơn 40 nghìn này. Này về nướng ăn ngon, cho vào rán ăn ngon cực luôn. Một cái nước này và một cái nước này. Ok. Để tất cả số đồ hôm nay hết ở đây, có cái phiếu là 341 khoai là khoảng gần 300 nghìn, 290 gọi gọi gần 300. Về thôi. Lặng quá trèo cảng luôn. Giờ tối hôm nay mới cả ngày hôm nay ngày thứ bảy ấy. Trong đây cũng có cây rút tiền nên mọi người đi rất đông. Đây xung quanh. Đây có cái cây rút tiền. Thì ok, mình sẽ kết thúc cái video đây. Thì hôm nay là mình quay lại cái siêu thị này, ví dụ các bạn là mới sang bên Đài ấy, mà chưa biết bên này có cái siêu thị nào để mua đồ ăn ấy, thì đấy các bạn cứ nhìn cái siêu thị này đấy, nó có cái logo này, tên của nó là PXMart, PXMart. Siêu thị này là siêu thị đồ ăn, siêu thị đồ ăn chứ không phải cái hôm nọ mình đi cái siêu thị kia là cái siêu thị 24 giờ nó màu vàng vàng ấy, là siêu thị đồ gia dụng. Còn đây là siêu thị đồ ăn, siêu thị đồ ăn. Thì ok, mình mua đồ ăn xong rồi thì bây giờ mình sẽ đi về đây. Thì video đến đây là hết, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo. Đấy. Đi siêu thị mua đồ ăn về. Okay. Ok. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.